Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay. Hiệu quả từ chương trình cải tạo vườn tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa phát động chiến dịch ra quét và xử lý mã độc năm 2020. Sau 9 tháng triển khai thực hiện chỉ thị số 100 của chính phủ, vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia đã giảm đáng kể trên địa bàn tỉnh so với cùng kỳ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa cho biết, 9 tháng năm 2020, mặt bằng lãi suất tương đối ổn định và giảm thấp hơn so với năm 2019. Lãi suất huy động Việt Nam đồng của các tổ chức tín dụng phổ biến ở mức 0,1 đến 0,2% một năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng, 3,7 đến 4,2% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới 6 tháng và từ 4,4% đến 7,3% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến trên 12 tháng. Các tổ chức tín dụng áp dụng mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6 đến 9% một năm đối với cho vay ngắn hạn và 9 đến 11% một năm đối với cho vay chung dài hạn. Mặc dù hiện nay các tổ chức tín dụng đã đưa ra nhiều chương trình cho vay lãi suất ưu đãi với mức giảm từ 0,5% đến 2,5%. Nhưng nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ những năm trước. 9 tháng năm 2020, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất thủy sản đạt gần 4.600 tỷ đồng, đạt trên 75% kế hoạch năm 2020, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động khai thác hải sản của ngư dân Thanh Hóa vẫn khá thuận lợi. Sản lượng khai thác hải sản 9 tháng đạt gần 95.000 tấn, đạt trên 75% kế hoạch năm 2020, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 9 tháng đầu năm 2020 đạt trên 47.600 tấn, đạt trên 86% kế hoạch năm 2020, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2019. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, những tháng cuối năm, điều kiện thời tiết xấu, mưa bão xảy ra bất thường nên hoạt động khai thác biển sẽ gặp khó khăn hơn. Cùng với đó, công tác phòng chống, bảo vệ lồng bè ao hồ nuôi trồng thủy sản cần phải được quan tâm thực hiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, từ việc làm tự phát của một số hộ gia đình, đến nay việc cải tạo vườn tạp đã trở thành phong trào có sức lan tỏa ở nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa, đem lại hiệu quả cao về kinh tế và môi trường. Đặc biệt những năm gần đây, chương trình cải tạo vườn tạp được tổ chức bài bản gắn với thực hiện tiêu chí vườn hộ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trước đây, khu vườn đồi này rộng hơn 1 hecta của gia đình chị Nguyễn Thị Lựu ở xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, trồng sen tạp nhiều loại cây như sắn, mía, keo. Giá trị hiệu quả kinh tế thấp, hầu như không đáng kể thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với xây dựng mô hình dân vận khéo cấp ủy chính quyền địa phương đã vận động gia đình chị phá bỏ cây tạp cải tạo đất để trồng kết quả đến nay vườn cam bưởi của gia đình chị liệu đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng gia đình cũng đi nắm um, bát rồi cũng đi uh, tiếp thu các cái cái, các lớp mà tập huấn cho cái cây trồng phát triển bắt đầu từ trồng cây trồng cây lâu năm đến nay thì đã thu hoạch được 3 năm nói chung nói chung là nói chung là cho cái hiệu quả cũng là ổn định cũng nhờ đó mà nuôi các cháu ăn học nó cũng không vất vả nói chung là cũng đưa kinh tế gia đình anh bền vững hơn chương trình cải tạo vườn tạp bắt đầu được triển khai tại thanh hóa cách đây khoảng 10 năm trong đó như xuân là một trong những huyện đi đầu thực hiện chương trình này một cách bài bản và đạt kết quả tích cực từ năm 2015 ủy ban nhân dân huyện như xuân đã ban hành kế hoạch về cải tạo vườn tạp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 trong đó xác định đến hết năm 2020, toàn huyện cải tạo được trên 800 ha vườn tạp. Sau 5 năm thực hiện, toàn huyện đã huy động hơn 25.000 lượt người tham gia lao động trực tiếp tại địa phương để rào rậu vườn tược, chỉnh trang nhà cửa, phá bỏ cây trồng cũ kém hiệu quả, đào hố rác, trồng mới kênh quả, trồng rau, làm chuồng cho bò. Nhờ đó diện tích trồng kênh quả tăng nhanh, nhiều hộ dân nâng cao thu nhập vươn lên thoát nghèo. Vào ngày thứ năm hàng tuần, là chúng tôi xuống cán bộ xã xuống cùng với bà con nhân dân để giúp nhân dân là cải tạo vườn tạp. Thì trước hết là chúng tôi đến các cái hộ mà có cái khả năng có cái diện tích về về, về 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 đất đai cũng như là trong cái vườn của bà con là nó đang nhiều cái cây tạp mà hầu như là những cái cây mà nó ít có giá trị hoặc là không có giá trị thì chúng tôi vận động bà con nhân dân là 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 là, là cải tạo để trồng các cái loại cây mà có cái giá trị kinh tế. Đấy, phục vụ cho cái nhu cầu của gia đình cũng như là cái, cái thị trường. Từ năm 2018, chương trình cải tạo vườn tạp ở tỉnh Thanh Hóa có bước phát triển mới khi ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 25 về tiêu chí điều kiện trình tự thủ tục hồ sơ xét công nhận và công bố xác đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020. Trong đó tiêu chí số 9 quy định rõ có ít nhất 30% vườn hộ có hệ thống tưới tiêu khoa học hoặc có áp dụng một trong các ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ tiên tiến khác vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến, vườn hộ được quy hoạch khoa học hiệu quả, sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá trị sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh, chiếm tỷ tỉ lệ tối thiểu 75% tổng giá trị sản phẩm từ vườn. Thực hiện chương trình này, số vườn tạp được cải tạo trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều, quy mô hình thức cảnh quan loài cây trồng được quan tâm chú ý hơn cây trồng đưa vào đều nằm trong nhóm sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh quy định. Theo thống kê của Hội làm vườn và trang trại tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã cải tạo được trên 3.270 vườn tạp, giá trị thu nhập tại các khu vườn được cải tạo đạt bình quân 120 triệu đồng hecta một năm. Nhân dân rất là đồng tình hưởng và thấy cái hiệu quả rõ rệt trong cái việc mà cải tạo vườn tạp cũng như là cái sự chỉ đạo của đảng chính quyền địa phương góp phần cho địa phương về cái phát triển kinh tế nâng được cái tổng thu nhập của địa phương lên từ 25 triệu bây giờ đã là 37 triệu trên người trên năm. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tăng cường hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả cải tạo vườn tạp, hướng tới các giá trị cao hơn, bền vững hơn, chú trọng hình thành nhiều khu vườn kiểu mẫu nhằm góp phần xây dựng thành công nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chọn ngày mùng 4 tháng 10 hàng năm là ngày kỹ năng lao động Việt Nam. Theo đó, Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam sẽ được tổ chức thống nhất trong toàn quốc nhằm hưởng ứng Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới hàng năm 15 tháng 7 được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua năm 2014. Việc công bố Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam nhằm kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia đồng thời khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng trình độ của học sinh, sinh viên và người lao động, tôn vinh và khẳng định vị thế tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc tiếp tục gia tăng, trong khi Việt Nam vẫn đang tiếp đón những chuyến bay có người dương tính với Covid-19 trở về nước. Vì vậy, Bộ Y tế vừa ban hành chỉ thị số 21 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh phải trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại cơ sở khám chữa bệnh, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời có hình thức phân luồng ưu tiên đối với người đến khám điều trị, thực hiện việc cài đặt và bật ứng dụng truy vết mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký lịch khám chữa bệnh tư vấn sức khỏe khám bệnh từ xa, thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân tại bệnh viện và các biện pháp đảm bảo an toàn cho các đối tượng có nguy cơ cao là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người khuyết tật. Đặc biệt, Bộ Y tế yêu cầu tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà đến thăm chăm sóc đều phải thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết Covid-19, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh. Sở Y tế các tỉnh thành phố phải tham mưu chính quyền địa phương đầu tư nguồn lực thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Khi dịch xảy ra trên địa bàn, chỉ đạo quản lý theo dõi giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, xét nghiệm cho người nhập cảnh theo quy định, tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra cộng đồng, xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế không trung thực, không thực hiện cách ly theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh cần nâng cao tính chủ động phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển du lịch của tỉnh thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phổ biến quán triệt tuyên truyền sâu so rộng nội dung nghị quyết số 08 của bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nghị quyết số 58 của bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 và các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển du lịch đã được phê duyệt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Thanh Hóa trên toàn bộ hệ thống trang web, cổng thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị địa phương, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố cần chỉ đạo giả soát, đánh giá tiềm lực và thực trạng phát triển du lịch của địa phương, làm cơ sở để xây dựng các chương trình quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển du lịch phù hợp, ưu tiên các nguồn lực và tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, huy động xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch, đảm bảo trật tự an toàn, ứng xử văn minh du lịch, tăng cường quản lý đảm bảo an toàn cho khách du lịch, tăng cường quản lý giá cả, chất lượng dịch vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh toàn thực phẩm. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn đề nghị Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương hỗ trợ thanh tra kiểm tra việc mua bán sim thuê bao di động không đúng quy định trên thị trường. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sẽ tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, lưu thông sim thuê bao di động đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước, đồng thời kiểm tra việc mua bán cung cấp sim thuê bao di động cho các cá nhân, tổ chức ở các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông không được các doanh nghiệp viễn thông ủy quyền. Trên cơ sở đó, Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương phối hợp với Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật nếu có. Hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng, thúc đẩy chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa vừa phát động chiến dịch ra quét và xử lý mã độc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Chiến dịch đang được đông đảo đơn vị cá nhân doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Chiến dịch ra quét và xử lý mã độc tỉnh Thanh Hóa năm 2020 là chiến dịch vì cộng đồng, cung cấp các công cụ kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng. Các phần mềm phòng chống mã độc được cập nhật cho phép sử dụng miễn phí qua website http 2 2 không gian mạng vn gạch chéo chiến dịch 2020. Bản thân là một học sinh, em sẽ áp dụng vào việc sử dụng phần mềm đó để bảo vệ máy tính và điện thoại và dữ liệu của mình. Và có thể là hướng dẫn cho các bạn chưa biết về cái phần mềm này. Chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cho cán bộ đoàn viên thanh niên toàn đoàn hiểu và nhận thức sâu sắc về cái vai trò tác dụng của an toàn an ninh thông tin mạng. Cái thứ hai là chúng tôi phối hợp với trung tâm thông tin truyền thông của tỉnh Thanh Hóa để tổ chức hướng dẫn cho cán bộ đoàn viên thanh niên cài đặt giả soát xử lý các cái mã độc trên các cái máy tính và các thiết bị thông minh. 9 tháng năm 2020, hệ thống giám sát an toàn không gian mạng tỉnh Thanh Hóa ghi nhận thường xuyên có khoảng hơn 20 cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh bị lây nhiễm mã độc, kết nối vào mạng máy tính Mabonnet. 4 trang thông tin điện tử của các tổ chức doanh nghiệp bị tấn công, thay đổi giao diện trang chủ. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã thực hiện ứng cứu hơn 1.000 lượt sự cố liên quan đến phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ để thực hiện cái việc là thống kê cái tình hình lây nhiễm mã độc trên địa bàn tỉnh hàng ngày để qua đấy thì cung cấp cho các cái cơ quan đơn vị và địa phương để nắm được cái việc triển khai chiến dịch làm thế nào mà đạt hiệu quả nhất. À, song song đấy thì à, sở thông tin truyền thông cũng đã triển khai các cái phần mềm thực hiện cái việc theo dõi trong thời gian thực để biết được các cái đơn vị cơ quan nào đang có những cái kết nối liên quan đến hệ thống mã độc để qua đấy thì có những cái biện pháp để xử lý một cách kịp thời việc đảm bảo an toàn an ninh mạng cũng như làm sạch mã độc trên không gian mạng, không chỉ phục vụ quá trình chuyển đổi số và hội nhập mà còn thúc đẩy phát triển các sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số. Hoạt động này còn góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2020, Việt Nam xuất siêu gần 17 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này đóng góp không nhỏ trong tăng trưởng kinh tế của đất nước khi chính phủ xác định xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng là ba động lực tăng trưởng chính của kinh tế Việt Nam trong năm 2020. Báo điện tử Việt Nam Plus dẫn lời ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, Xuất siêu của nước ta là do khối doanh nghiệp trong nước đã chủ động tìm mọi giải pháp để thích ứng và có ứng phó rất phù hợp khi dịch COVID-19 xảy ra. Các doanh nghiệp đã chủ động khai thác tất cả các nguồn nguyên liệu đầu vào để phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu. Đáng chú ý là vừa qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu một số mặt hàng nông sản như cà phê, gạo và trái cây vào thị trường EU. Tin tưởng rằng khi khống chế được dịch COVID-19 từ nay đến cuối năm thì dư địa để xuất khẩu vào thị trường châu Âu là rất lớn. Điều này có nghĩa chúng ta tiếp tục giữ được xuất siêu kỷ lục và góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm nay. Thảo luận về gói hỗ trợ kinh tế lần 2 trước đại dịch Covid-19, đại diện các doanh nghiệp đều cho rằng các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp là rất cấp thiết, nhưng các điều kiện thu hưởng cần được quy định phù hợp hơn, không nên quá khó như gói hỗ trợ đang thực hiện. Báo Hải quan có bài phân tích về nội dung này. Theo tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp mong muốn là các điều kiện thủ tục để nhận hỗ trợ của gói lần 2 này không ngặt nghèo như lần 1. Về tài chính thì các cơ quan quản lý cần khuyến khích ngân hàng cắt giảm thêm lãi suất, tăng cường cho vay tín chấp, tạo điều kiện và giảm điều kiện vay vốn cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Mặt khác, dịch bệnh là dài hạn, các chính sách hỗ trợ lại ngắn hạn sẽ ảnh hưởng tới việc hoạch định chiến lược lâu dài của doanh nghiệp. Do đó các chính sách hỗ trợ đưa ra nên có tính dự báo dài hạn hơn. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 116 về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm ở mức 3,63 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, báo tin tức cho rằng để sự hỗ trợ này có hiệu quả với những cử nhân mang trọng trách chồng người thì rất cần kế hoạch giải hơi. Theo bài báo, khi có hỗ trợ kinh phí cho sinh viên sư phạm, các trường tuyển sinh dễ dàng, thậm chí đắt hàng. Điều này cho thấy nhiều sinh viên đăng ký học vì hỗ trợ học phí, chứ không phải là tìm nghề nghiệp mơ ước. Bài báo dẫn ý kiến của các chuyên gia giáo dục đề xuất nên chăng chúng ta tăng mức trợ cấp cho giáo viên, đẩy mức thu nhập của giáo viên lên thật cao, nghĩa là tách thu nhập của giáo viên ra khỏi hệ thống ngành nghề chung hoặc có trợ cấp riêng. Bởi đầu vào tiền được, đầu ra giáo viên không làm được việc hoặc không xin được việc hay lương thấp thì cũng không có nhiều giá trị để trợ giúp phát triển giáo dục. Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình sách giáo khoa mới với lớp 1. Trải qua hơn 3 tuần dạy và học, nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng vì chương trình học của trẻ nặng nề. Trước băn khoăn của các phụ huynh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra giải thích. Thông tin đăng tải trên báo lao động. Bài báo dẫn ý kiến của tiến sĩ Thái Văn Tài, vụ trưởng vụ tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, Bộ sách giáo khoa đã được thẩm định bởi Hội đồng Quốc gia với những quy định chặt chẽ, nên những nhận định cho rằng chương trình sách giáo khoa mới nặng là chưa đủ căn cứ. Chúng ta đang cố gắng bố trí để các em đọc thông viết thạo sớm rồi học các môn khác ở giai đoạn sau. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến phản biện, vấn đề phát sinh. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành nhiều văn bản khẳng định quyền tự chủ chuyên môn của giáo viên. Vì vậy, giáo viên cần linh hoạt xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện làm sao để học sinh đạt được chuẩn đầu ra. Luật phòng chống tác hại của rượu bia quy định nhiều hành vi bị nghiêm cấm như xúi dục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia. Tuy nhiên, theo báo Tiền Phong, điều được nhiều người quan tâm là làm thế nào để đưa các quy định này vào cuộc sống, nhất là xử phạt được các hành vi vi phạm. Bài viết dẫn ý kiến của đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, Nghị định của chính phủ phải quy định rõ việc giao cho cơ quan nào, đơn vị nào kiểm tra, giám sát, xử phạt các hành vi vi phạm. Tất cả cần phải có hướng dẫn rạch ròi để triển khai hiệu quả. Thường ở địa phương, việc này giao cho thanh tra sở nội vụ. Vậy tới đây các cơ quan khác có thẩm quyền không? cũng theo ông Hòa cần mở rộng thêm đối tượng được quyền xử phạt bởi nếu chỉ giao cho một hai đơn vị thì không thể làm đồng bộ được đặc biệt phải triển khai quyết liệt tránh đầu voi đôi chuột lúc đầu ra quân rầm rộ rồi sau đó lại đi vào quyền lãng dẫn đến luật bị mai một kém hiệu quả Thưa quý vị và các bạn, Luật phòng chống tác hại của rượu bia cùng với Nghị định số 100 về tăng nặng mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau 9 tháng triển khai thực hiện của lực lượng chức năng, những vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia đã giảm đáng kể trên địa bàn tỉnh so với cùng kỳ. Theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã xảy ra 309 vụ tai nạn giao thông, làm chết 105 người, bị thương 269 người. So với cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 24 vụ, tương đương 7,2%, giảm 17 người chết, giảm 13,9%, giảm 36 người bị thương, giảm 11,8%. Đây là kết quả tích cực cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các lực lượng chức năng, trong đó có phần không nhỏ từ việc xử lý vi phạm liên quan đến lỗi vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định số 100. Bởi theo thống kê, có 40% số vụ tai nạn giao thông xảy ra trước kia đều liên quan đến nồng độ cồn. Có thể nói, với quy định mới về mở rộng các đối tượng và tăng mức xử phạt vi phạm đối với hành vi sử dụng rượu, bia khi lái xe, đã có tác động rất lớn vào người tham gia giao thông, đánh trực tiếp vào ý thức mỗi người, tạo được sự răn đe cần thiết, qua đó mọi người tự giác chấp hành quy định. Với cái mức phạt cao nên là cái việc mà xử lý đối với những người sử dụng nồng độ cồn cũng làm ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc là giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong những tháng cuối năm thì đảng ủy giám đốc đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo, thứ nhất là phải đảm bảo tốt cái công tác đảm bảo trật tự giao thông, giao thông với mục tiêu là giảm tai nạn ở cả ba tiêu chí và đặc biệt là phải thật sự an toàn trong cái việc bảo vệ đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và tiến tới bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 thì cái này có thể nói là lực lượng cảnh giao thông chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu giám đốc có một kế hoạch để thực hiện ngoài cái việc đảm bảo cái bảo vệ đại hội đảng thì còn bảo vệ các cái ngày Tết âm lịch Tết cổ truyền của dân tộc. Trong 9 tháng năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt 3.881 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền nộp kho bạc nhà nước gần 15 tỷ đồng. Con số này thể hiện sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nó cũng thể hiện thực tế là lỗi vi phạm nồng độ cồn vẫn còn ở mức cao. Do đó, thời gian tới, bên cạnh việc xử phạt nghiêm vi phạm nồng độ cồn, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông để nâng cao ý thức người dân, tạo sự tự giác hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giao thông không rượu bia. Bản tin thời báo ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.